anh đánh giá như thế nào về cái sự chuẩn bị của Malaysia cho trận đấu này? Tôi nghĩ là so với khoảng một năm trước khi mà chúng ta gặp Malaysia ở AFF Cup, thì thời điểm vòng loại World Cup 2022, ở thời điểm vòng loại World Cup 2022 thì đội tuyển Malaysia có nhiều sự thay đổi. Thứ nhất là về mặt con người, họ có những cái bổ sung mới ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng như là cái vị trí hậu vệ biên, và cùng với sự cải tổ và nhân sự thì có lẽ họ cũng có những cái thứ thay đổi về chất lượng lối chơi. Họ chơi tấn công quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn, và có thể là tính cân bằng của họ đã được xây dựng một cách ổn hơn so với cách đây 10 tháng. Ông Tan Chang Hai đã có một vài sự thay đổi ở phía giữa. Thì theo anh là ở 3 trận đấu ở AFF Cup thì cái vấn đề của hàng phòng ngự Malaysia nó nằm ở đâu? Tôi nghĩ rằng là cái việc thay đổi nó cũng đang đem đến những cái hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên là khi gặp phải đối thủ ngang tầm hoặc là nhỉnh hơn họ thì họ vẫn bộc lộ ra những cái điểm yếu của đội tuyển Malaysia. Cái sự duy trì tập trung trong suốt cả 90 phút là điều mà Malaysia không đảm bảo. Nó chứng minh ra, nó được chỉ ra ở cái những bàn thua của họ trong trận đấu gặp Indonesia. Họ đã thua trước, rồi gặp các đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì họ cũng đã bị thua ngược. Điều đấy nó chứng minh rằng là họ cũng không phải là đã hoàn thiện được. Tất nhiên bóng đá là như thế, không có nghĩa là đã cải thiện, đã tiến bộ thì mọi chuyện sẽ được như ý muốn. Với từng trận đấu cụ thể thì chúng ta cần phải soi xét nó ở từng cái thời điểm cụ thể. Và rõ ràng là với trận đối đầu này của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia, lợi thế của chúng ta là sân nhà. Lợi thế của chúng ta là đội bóng đã thắng họ và là đội đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á. Nhưng chúng ta cũng cần phải có một cái nhìn nó gọi là cụ thể hơn với cái tiến trình xây dựng đội tuyển Malaysia vào thời điểm này, và điều đó nó có thể giúp chúng ta có một cái nhận định nó chính xác và tiếp cận trận đấu nó một cách đúng mức. Malaysia gặp chúng ta 3 lần và họ bị thủng lưới 5 bàn, nhưng mà còn có chúng ta chỉ để lưới họ 2 bàn cho sân Kitsaliu. Vậy thì điều gì mà đội tuyển Việt Nam cần phải rút ra từ hai trận đấu? Tôi nghĩ rằng đó là sự tập trung thôi. Hàng phòng ngự của chúng ta thì hai cái bàn thua ở trận đấu gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil thì đều là những tình huống mà chúng ta có một cái sự gọi là lơi lỏng khi mà chúng ta đã có một khoảng cách tốt. Tuy nhiên cũng cần phải nhìn kỹ lại là trong cả quá trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup ấy, thì cũng chỉ có hai khoảnh khắc, đó là những khoảnh khắc mà chúng ta không kiểm soát tốt tình hình. Còn hầu hết các tình huống khác chúng ta đều duy trì được cái sự ổn định ở phòng ngự. Chúng ta để thua rất ít và chúng ta cũng ít khi rơi vào những tình thế gọi là nó mang tính là bất khả kháng như vậy, để cho đối phương phát huy được nhiều những cái điểm mạnh, ví dụ trường hợp quả đá phạt của Safawi chẳng hạn. Và thì tôi nghĩ rằng đây là những cái điểm mà chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được. Chúng ta đã có bài học, chúng ta có thêm sử dụng kinh nghiệm, và vấn đề là chúng ta tấn công như thế nào để mà có thể làm chủ được cái thế trận, giải quyết sớm trận đấu. Tất nhiên vẫn không bao giờ quên được rằng là cái việc phải duy trì cái sự ổn định đấy. Và đây là điểm mà tôi nghĩ rằng đội bóng của bên Park Hang-seo bao giờ cũng làm tốt nhất, đó là cái tính ổn định ở mức độ cao, nhất là hàng phòng ngự. Trong cái đợt tập trung này thì có lẽ Park Hang-seo là vắng mặt của chúng rất là quan trọng. Đúng là giai đoạn 2018 từ đội tuyển U23 cho đến đội tuyển quốc gia thì Phan Văn Đức giữ một vai trò cực kỳ quan trọng, vì anh ấy là một cái mũi thứ hai để có thể khuấy đảo, để có thể giải quyết các tình huống cho các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam. Và khi Phan Văn Đức bị chấn thương thì điều đấy nó ảnh hưởng rất là nhiều. Sông Lam Nghệ An mùa giải vừa rồi cũng khó khăn rất nhiều ở giai đoạn đầu khi mà Phan Văn Đức không chơi. Ở đội tuyển quốc gia thì cũng thế thôi, chúng ta khó khăn trong cái việc tìm ra một cầu thủ nội có khả năng tấn công tốt. Chúng ta đã thử một số phương án nhưng cho đến lúc này kể cả những người mới và người cũ thì đều gặp những khó khăn nhất định. Và
đây vẫn là một dấu hỏi tương đối lớn, vì anh Đức thì cũng đã lớn tuổi, chấn thương thì cũng đang còn chưa thật sự là dứt điểm, mà Tiến Linh thì vẫn không có được cái sự ổn định ở mức độ cao. Hà Đức Chinh chưa khẳng định hoàn toàn được cái vị thế của mình ở đội tuyển. Và những trường hợp khác nữa thì cũng thật sự hết sức mong manh, ví dụ trường hợp của Công Vượng. Chúng ta đã thấy là cái quãng thời gian mà sang Bỉ rồi không được thi đấu nhiều, nó ảnh hưởng thế nào đến cái phong độ, đến cái cảm giác của Công Vượng. Thế nên cái việc mà tìm ra được một cái con người mang tính quấy đảo thực sự để chia lửa với tiền vị trí tiền đạo mũi nhọn là một vấn đề hết sức là khó đối với ông Park vào thời điểm này. Tuy nhiên chúng ta không phải không có những nhân tố, vấn đề là chúng ta bố trí cách chơi như thế nào để cho nó hợp lý. Trong cái hình dung của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là đây là vấn đề mà Quang Hải cần phải thể hiện được, cần phải phát huy được. Bởi vì với Quang Hải, người ta hình dung nhiều với Quang Hải ở vị trí có thể đá thấp để kết nối, để tạo ra những cái tình huống từ tuyến 2. Nhưng với tôi thì Quang Hải thực sự lợi hại hơn nếu như anh ấy được giải phóng và tiến gần hơn đến khung thành đối phương. Anh ấy phải tích cực hơn với những cái pha chớp thời cơ, với những cú dứt điểm ở khoảng 20m trở lại. Và sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở câu lạc bộ Hà Nội, với tất cả những nhiệm vụ ở giải vô địch quốc gia cũng như là FC Cup, thì tôi nghĩ rằng đây là lúc mà Hải hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý với trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Thế nên ở trận đấu tới đây thì vai trò của Quang Hải, tôi kỳ vọng rằng anh sẽ làm nhiều hơn. Nó khác với trận đấu ở gặp Thái Lan, nó khác ở nhiều lý do, và có một lý do rất là căn bản rằng là về yếu tố chiến thuật chúng ta rất cần cái vai trò của Quang Hải. Vậy còn đợt này thì theo thông tin đến thời điểm này thì có vẻ như là huấn luyện viên Park Hang-seo đã loại Văn Kiên ở sân bay, thì như vậy là trong vùng còn được đăng ký, thì anh đánh giá như thế nào về cái nhân tố này, liệu nó có phải là một phong cách thứ hai hay không, nhưng mà anh ta vừa từ U22 tập trung và cũng được huấn luyện viên Park đăng ký ngay. Đây là một yếu tố mà chúng ta vẫn thường thấy trong cách chuẩn bị của ông Park Hang-seo. Nếu như ông Park Hang-seo có đủ thời gian thì ông luôn luôn sẵn sàng tạo cơ hội cho một cầu thủ trẻ nào đó, một nhân tố mới nào đó ở đội tuyển U22 cũng như là đội tuyển quốc gia. Và chúng ta cũng có quyền được kỳ vọng ở một cầu thủ như Trọng Hùng, bởi vì đó rõ ràng là một nhân tố mà đối phương hoàn toàn đang còn gọi là mờ mịt về mặt thông tin. Những cầu thủ trẻ như thế, cái khát khao thi đấu của họ cộng với các cái phẩm chất mà họ có, cộng với cả cái sự thấm nhuần, cái ý tưởng chiến thuật mà ông Park ông trang bị cho họ trong quãng thời gian vừa qua, hoàn toàn có thể tạo ra được một cái điểm nhấn ở giai đoạn có thể nói là cuối của trận đấu chẳng hạn. Đây là cái cách chuẩn bị thông thường của một huấn luyện viên có kinh nghiệm. Nhưng tôi nghĩ rằng cái yếu tố đó vẫn chỉ là cái phương án 2 mà thôi. Mọi chuyện cần phải được giải quyết cơ bản bằng cái đội hình 1 chính của chúng ta, và những cái phương án quan trọng nhất cần phải giải quyết chuyện sớm trận đấu trong khoảng 60-70 phút đầu. Còn khi để cho trận đấu đã đi về đoạn gọi là hạ màn rồi thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng mang nhiều cái tính may rủi. Tất nhiên lúc đó thì chúng ta còn bao nhiêu cái là quân bài trong tay áo, còn bao nhiêu cái phương án về dự phòng mà chúng ta đã tính toán hoàn toàn có thể đưa ra được. Và khi đó thì những con người như Trọng Hùng là một cái phương án hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên tôi với một xin nhắc lại, tôi vẫn kỳ vọng vào cái cách mà ông Park chuẩn bị trận đấu ở các cái phương án 1 nhiều hơn. Và nên nhớ rằng chúng ta đang đấu với tư thế của nhà vô địch của một cái đội bóng, dù sao đi nữa là đội bóng ở cái đẳng cấp, ở một cái tiêu chuẩn, ở một cái vị thế nó nhỉnh hơn so với đối phương. Anh đánh giá như thế nào về cái cầu thủ nguy hiểm nhất đối với Malaysia, và cái cách tấn công của họ thì nó có một cái đặc điểm gì? Tôi nghĩ rằng trong đội hình thi đấu của đội tuyển Malaysia thì có một số cầu thủ rất là đáng chú ý. Trong đó đáng kể nhất đó là trường hợp của Sumare, cầu thủ nhập tịch gốc Gambia đấy, có tốc độ và thể lực rất là tốt. Và cái mũi đó là cái mũi mà hoàn toàn có thể tạo cho chúng ta rất là nhiều cái sự vất vả trong cái khâu phòng ngự. Mà cái vị trí đó là vị trí tấn công bên cánh phải. Nó thì ở cái vị trí đó mà chúng ta, nếu như chúng ta không có được cái sự hỗ trợ ở nhiều lớp, tức là từ cầu thủ hàng trên cho đến hàng dưới, không có được cái sự phân công phân nhiệm và bố trí hỗ trợ bọc lót kịp thời, hỗ trợ nhiều lớp, thì chúng ta có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa kể đến những cái phương án như của cầu thủ bên phía đối diện
trường hợp của cầu thủ ở cũng ở hàng trên nhưng mà nhỏ con hơn nhưng mà rất là trẻ trung, đó là Safić. Tôi rất thích cái cầu thủ này, đó là một cầu thủ trẻ thuận chân trái nhưng là cực kỳ nhiều triển vọng. Anh ấy chơi với một cái tư duy rất là tốt. À, đấy là một cái cầu thủ mà tôi nghĩ rằng là trong một ngày đẹp trời có thể làm được rất là nhiều chuyện. Thì chúng ta phải quan tâm nhiều đến không phải chỉ là một cá nhân. Đấy, nhưng cái điểm mạnh nhất của bóng đá Malaysia ở thời điểm này vẫn là cái yếu tố tốc độ. Họ xuống biên rất nhanh. Họ có những đường tạt ở các cái tầm gọi là đưa vào ở mức tầm vừa phải thôi nhưng bóng rất là căng và tạt độ chuẩn tương đối cao, tạo sức ép bằng cái tốc độ. Và nếu như chúng ta không ngăn chặn được sớm thì mọi chuyện có thể nó sẽ rất là rắc rối ở phía trong. Và cái việc này tôi nghĩ rằng là thầy trò ông Park hiểu và có lẽ đã có được phương án phù hợp để ngăn chặn. Chúng ta cần phải dập tắt cái ý định chơi đó từ tương đối sớm. Còn nếu không, nếu như đã gọi là chủ động đá phòng ngự thì chúng ta cần phải tạo ra một lực lượng đủ dày để tránh cái việc mà họ có thể thoải mái thực hiện những quả tạt với những cái tầm mà nó có thể tạo ra được những cái tình huống rắc rối vì chất hình thành của Đạo Mật Lâm. Thường thì những quả tạt đấy trước đây có trọng thì bây giờ anh có tôi nghĩ rằng là Đình Trọng hay Quế Hải thì đều có mỗi người đều có một cái hay riêng. Đình Trọng có một cái sự khôn khéo, tỉnh táo và thường là rất là chính xác trong những tình huống đoán định, đọc tình huống và đưa ra quyết định là xử lý. Quế Ngọc Hải thì là người dũng mãnh, có tầm vóc tốt hơn, chơi đầu ổn hơn và cũng có những cái sự người là quyết đoán nhất định, cái uy của trung vệ và thậm chí bây giờ anh còn là đội trưởng nữa thì tôi nghĩ rằng đấy là cũng là có những cái thế mạnh của anh ta. Và nhìn chung hàng phòng ngự là nơi mà chúng ta có được nhiều niềm tin nhất, nhiều niềm tin nhất. Ở góc độ mà tấn công của Malaysia thì ngoài cái việc tấn công biên ra thì cũng cần phải dè chừng cái câu chuyện là họ sẽ tạo ra những cái pha bóng có cái sự rối rắm khiến chúng ta có thể phạm lỗi nhiều ở khu vực khoảng 20 mét trở lại. Và đó là khu vực mà họ có thể tạo ra những quả phạt. Đấy là những cái tình huống mà có lẽ là chúng ta cần phải giải phóng. Ở chiều ngược lại thì tôi nghĩ rằng là đây là trận đấu nếu như chúng ta được những quả phạt, chúng ta cũng cần phải biết chắt chiu. Và điều đó chính là lý do khiến tôi nhắc đến Quang Hải. Vậy thì anh trong hình dung của anh thì kết quả của trận đấu này sẽ... Tôi nghĩ rằng đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam sẽ thắng. Và cách biệt thậm chí có thể là hai bàn.